Chào lại tất cả các anh chị và tất cả các bạn nhé. Vừa đi làm về, nhảy lên hát luôn. Vâng, nói chung là sắp tới trời đã se lạnh đi rất nhiều rồi. Những anh chị em nào hiện đang sống nơi vùng đất lạnh thì nhớ cẩn thận. Mỗi khi ra đường á, chúng ta nhớ mặc thêm cho mình một chiếc áo ấm hoặc là choàng một chiếc khăn để chống đỡ đi chất lạnh. Tại vì mỗi lần lạnh thì nó sẽ dẫn đến đau họng và bị cảm á. Vâng, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Còn hôm nay thì mình xin tập hát một vọng Kim Lan. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe nhé. Nghĩa sông hơn con thắng gì trong lòng, ôi biết bao nhọc nhằn mẹ cha hằng gánh mang vì con. Sớm hôm nắng sương trên đồng và việc mài lúa khoai ruộng đâu mà ngựa nắng sớm hôm tao tần nào đâu quán sớm khuya cho con bữa cơm ấm nồng đầy mẹ hiền chứa chan là bao mong con gắng lo học hành để thành người giỏi giang ngày sau. Chẳng lâu nay con ở nơi thị thành lo áo con giao tiền mà quên rồi nghĩa ân ngày xưa mai dùng đắp cho riêng mình và mẹ già ốm đau nào hay. Bạc tiền sao bằng bao tình thương một lòng con cầu Phật trời thương xót chứng cho cõi lòng con trẻ mãi ghi tâm giữ cho hiếu ân vuông tròn luôn cùng nhờ kính yêu mẹ cha trong tâm mãi luôn nguyện cầu cha mẹ hiền mãi luôn bình an. Con mãi gắn ghi
ơi con yêu.